Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Công Nghệ và mình là Admin Kha đây. Hôm nay thì mình đang trên tay một siêu phẩm đến từ Vivo các bạn nhé. Wow, đã thật rằng là từ hồi mà mình mới bắt đầu làm review cho đến giờ thì gần như là những chiếc máy mà Vivo được mình trên tay mỗi hộp ấy, nó chỉ là từ 1 đến 2 máy thôi. Hình như là con này là con máy thứ 2 hoặc là thứ 3 gì đó. Đó. Thì thực ra là mình cũng đã có trên tay những dòng máy IQ rồi. Nhưng mà nếu mà xét về cái mức cái phân khúc giá là chính hãng ấy thì mình chưa gần như là chưa trên tay một cái chiếc máy nào cả. Và hôm nay là lần đầu tiên mình được trên tay một chiếc máy Vivo đến từ thị trường chính hãng tại Việt Nam. Ok, và chiếc máy hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn đó chính là chiếc Vivo V20. Đây. Mặt lưng thì nó có những cái đường vân trông là rất là xịn sò đấy. Đó, hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp. Và ở đây thì nó cũng sẽ có một cái form thiết kế rất là giống với lại những chiếc điện thoại đến từ Apple, đó chính là 8GB và 128GB. Cái phần thông số này, đó, cái phần thông số bộ nhớ cũng như là RAM thì nó sẽ để ở mặt trước như thế này. Tại vì nói như thế thôi chứ cơ bản thì Vivo cũng như là Oppo ấy thì nó đều là chung một cái công ty mẹ, là nếu như mình nhớ không nhầm, kể cả là OnePlus đi chăng nữa là BBK. Đó, cho nên là gà cùng một mẹ hết. Cho nên là cái form thiết kế nó cũng sẽ na ná nhau. Đó, rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở ra các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ này. Và trong cái hộp nhỏ này thì chúng ta sẽ có là một cái que chọc SIM này, rồi là một cái tập sách hướng dẫn sử dụng rất là mỏng nhọn nhẹ thôi. Đi kèm với đó là một cái ốp lưng, đó là thứ chúng ta rất cần. Và cái form thiết kế này thì nó cũng rất giống với lại những chiếc điện thoại đến từ Oppo cũng như là Realme. Khi mà cái phần viền của cái ốp này này nó sẽ nhô cao hơn. Nó sẽ nhô cao hơn so với lại cái bề mặt màn hình. Thì điều này nó sẽ giúp chúng ta khi mà chúng ta rơi ốp như thế này là nó sẽ không, gọi là nó giảm hạn chế tối đa cái việc tác động của cái phần nền này đối với lại cái màn hình này. Như vậy thì nó cũng sẽ hạn chế vỡ. Thật ra về cơ bản thì nếu như mà xét về mặt lý thuyết ấy, một cái kính cường lực được trang bị trên cái chiếc Vivo V20 này thì nó sẽ chỉ bị vỡ khi mà rơi ở góc thôi. Chứ còn mà bình thường mà nếu mà tác động vào giữa màn hình như thế này thì rất khó để bị vỡ các bạn nhé. Đó, thì đây là một cái gọi là cái thông tin cơ bản thôi về cái cách mà cái kính cường lực nó bền hơn so với lại mọi cái kính khác là như thế. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ có gì đây? Đến với phần đáy hộp thì chúng ta sẽ có là một cái tai nghe này. Tai nghe này thì nhìn chung là nó cũng có một cái phần thiết kế rất là giống với lại những tai nghe đến từ Oppo, nhìn cũng không khác mấy. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có là một cái cọng cáp Type-C to Type-A, Type-A to Type-C các bạn nhé, mình nhập. Rồi là một củ sạc với công suất tối đa là Vivo Flash Charge 2.0 33W, rất là ok. Nếu mà xét với mức giá của Ấn Độ thì nó dao động tầm khoảng là 7,5 triệu. Như vậy thì mình nghĩ là khi mà nó về Việt Nam thì nó cũng sẽ xem thôi. Thì vì ở thời điểm hiện tại mình thấy rằng là cái mức giá của những chiếc máy đến từ Ấn Độ ấy, nó cũng sẽ ngang với lại là những chiếc máy đến từ Việt Nam. Đó, mức giá nó sẽ xem nhau. Ngày trước thì Ấn Độ nó sẽ rẻ hơn, tại vì cơ bản là mọi thứ lúc đó nó vẫn bình thường. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì những cái sản phẩm đến từ Trung Quốc ấy thì sẽ bị Ấn Độ đánh thuế cao, tại vì là nó đang xảy ra tranh chấp biên giới mà. Đến với nhân vật chính thì chúng ta sẽ có là một cái màn hình với kích thước là 6.44 inch và đi kèm với đó là tấm nền AMOLED. Nhìn chung thì chất lượng tổng thể cũng như là chất lượng chi tiết cho ra trên cái màn hình này thì được mình đánh giá rất là cao các bạn nhé. Chất lượng chi tiết cho ra rất là tuyệt vời, thật sự luôn. Và rõ ràng thì trong hoa khúc giá này tầm khoảng 7 triệu thì đây là một cái chất lượng hiển thị mà chúng ta có thể dễ dàng thấy được là nó đánh bật so với lại những chiếc máy đến từ kể cả là Xiaomi hoặc là Realme. Đó. Con này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta là một lối thiết kế màn hình giọt nước các bạn nhé. Nhìn chung thì cái giọt nước của cái con này nó làm rất là tinh tế, nhỏ gọn. Và phần viền ba cạnh này, tổng thể của nó rất là mỏng. Tuy nhiên thì cái phần cạnh viền dưới này nó sẽ hơi dày hơn. Thậm chí là mình thấy nó dày tương đương với lại cái chiếc Redmi Note 8 Pro thuộc phân khúc giá thấp hơn kha khá đó, tầm khoảng gần 5 triệu thôi. Thì cái phần này thì mình thấy là hơi chê một tí, nhưng mà phần viền này, ba cạnh như thế này là nó rất là mỏng. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có một cái dải loa thoại rất là dài ở trên đây. Và camera selfie trên cái chiếc điện thoại này thì nó sẽ có cái độ phân giải lên tới là 44 megapixel. Đây thì bây giờ mình sẽ vào cái giao diện này và để mình test một số cái tính năng làm đẹp cho các bạn xem nhé. Đây, vào làm đẹp này. Đó, để chụp thử một bức hình xem như thế nào, nó có nhìn là ngon hơn so với lại Oppo hay không. Nhìn chung là ui, chất lượng chi tiết cho ra rất là tốt, mặc dù là nó đã sử dụng cái công nghệ làm đẹp rồi các bạn nhé. Tức là nó không phải là kiểu làm miệng cho có đâu, mà nó làm miệng rất là thông minh. Khi mà làn da ở đây, khi mà mình zoom lên này, và tại vì là làn da ở đây khi mà mình zoom lên ấy thì nó sẽ tái tạo lại luôn. Nó mụn thì xóa đi nhưng mà lỗ chân lông thì vẫn còn. Điều này được mình đánh giá rất là cao, nó rất là giống với lại công nghệ của Oppo. Và rõ ràng như đầu video mình đã nói thì Oppo với lại Vivo là nó chung một công ty mẹ, cho nên thành ra thì có những cái nó cũng sẽ giống nhau và nó tận dụng cái công nghệ của nhau. Thì đây là một điều hiển nhiên rồi. Đi kèm với đó là mình thấy ở đây nó có nó dậy tư thế nữa này các bạn ạ. Mình sẽ thử một cái tư thế xem nào. Như thế này. Thôi cái này chúng ta sẽ bỏ qua các bạn nhé. Về phần cạnh trên thì chúng ta sẽ có là một micro này.
cạnh trái thì chúng ta sẽ có một khe để lắp thẻ SIM. Con này thì hai SIM một thẻ nhớ luôn, rất là thoải mái cho chúng ta. Cạnh dưới thì sẽ là một cái jack tai nghe 3.5 này, một cái macro này, một cổng sạc Type-C này và một loa ngoài. Cạnh phải thì chúng ta sẽ có là một cái nút nguồn đó, được gọi là có những cái đường vân vân nhám ở đây đó, vuốt vào thì sẽ thấy luôn, và một cái cụm phím tăng giảm âm lượng. Hành trình phím cũng như là cái gọi là cái cảm giác bấm trên này thì rất là tốt, hoàn thiện rất là chắc chắn hơn rất nhiều so với những chiếc máy đến từ Xiaomi các bạn nhé. Đó, và phần mặt sau là điểm mà mình rất ấn tượng đối với lại chiếc máy này, phải nói rằng là con này nó đang có một cái mặt lưng rất là đẹp, rất là đẹp. Và còn một thông tin nữa mà mình muốn gửi đến cho các bạn, đó chính là Jack là đại sứ thương hiệu, ca sĩ Jack ấy, là đang là đại sứ thương hiệu cho cái chiếc Vivo V20 này tại thị trường Việt Nam. À, thì ở đây các bạn sẽ thấy này, nó có một cái phần form thiết kế camera rất là quen thuộc luôn, được đặt trong một cái module hình chữ nhật. Và cái form này thì nó đã xuất hiện trên cái chiếc hình như, nếu như mình nhớ không nhầm, là như là Vivo X50 Pro rồi. Nói chung là cái dòng X50 series của Vivo mới ra mắt đây thôi, thì nó thiên về camera. Những chiếc máy này thì cái cấu hình của nó thường nó sẽ không cao, chỉ là Snapdragon 765G thôi. Nhưng mà tại vì nó tập trung rất nhiều về cái phần camera ấy, gọi là gimbal camera mà, cho nên là nó sẽ có mức giá lên tới là tầm khoảng 19 đến 20 triệu đồng tại thị trường Việt Nam, nếu như mình nhớ không nhầm. Đó, thì cơ bản là con này nó sẽ có chúng ta là một cái cụm gồm 3 camera như thế này, bao gồm là một cảm biến chính với độ phân giải là 64 megapixel, một cảm biến góc rộng 8 megapixel và một cảm biến đo chiều sâu trường ảnh 20 megapixel. Đó, và tổng thể cái phần mặt lưng của con này nó rất là đẹp các bạn nhé. Rất là đẹp, nó rất là ấn tượng đối với cá nhân bản thân mình. Tất nhiên là cái phạm trù về cái việc mà đẹp hay không thì nó tùy thuộc vào mắt của mỗi người, nhưng mà mình nhìn vào là mình yêu ngay luôn. Cái form của con này là nó là cái form thiết kế đối xứng, nó giống như là kiểu chiếc Redmi Note 8 vậy, tại vì ở đây nó vẫn có cái một cái phần G nó nhô lên này. Đó, nhưng mà cái form thiết kế đối xứng như thế này thì trông nó cực kỳ là sang trọng luôn. Wow, rất là đẹp. Mặt lưng này thì mình không chê thế nào được các bạn ạ. À, này, các bạn xem hiệu ứng nhìn của nó này, hiệu ứng ánh sáng nó tạo ra này, rất là đẹp. Mặt lưng thì trông cực kỳ là sạch sẽ luôn. Đó, và con này thì nó sẽ không có cái cảm biến vân tay được đặt ở ngoài, tại vì màn hình của nó là AMOLED và nó đã có chúng ta là một cái cảm biến vân tay bên dưới màn hình này rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy rằng là cái vị trí đặt nó hơi thấp. Đó, thế thôi. Còn về hiệu năng thì con máy này nó sẽ chạy cho chúng ta là một con chip Snapdragon 720G và RAM sẽ là 8GB, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Xét về phân khúc giá, nếu như mình đoán không lầm thì khi mà nó ra mắt với mức giá dao động tầm khoảng là từ 7 đến 8 triệu đồng thì con chip Snapdragon 720G ở thời điểm hiện tại là một con chip nhìn chung là ổn với lại chiếc máy này. Tại vì nó tập trung rất là nhiều về phần camera, chưa kể là về phần màn hình của nó cũng rất là tốt nữa. Các bạn sẽ thấy rằng là đối với lại những chiếc như là Poco X3 NMC ấy, nếu như mà nó được trang bị con chip Snapdragon 732G đi, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó chỉ có là màn hình IPS LCD thôi, đi kèm với đó là chưa kể là cái phần camera nó cũng không hẳn là quá ấn tượng nữa. Đó, nó chỉ đánh vào cái nhu cầu thị yếu là cấu hình với lại pin trong cái khúc giá đó thôi, chứ còn về cơ bản thì xét về cái độ cân bằng và mọi cái tính năng khác thì không thể nào bằng so với lại trên cái chiếc Vivo V20 được. Đó, thì đây là một điều các bạn cần phải lưu ý. Chúng ta không thể là chỉ nhìn vào một cái con chip mà đánh giá nó ngay được. Đó, đánh giá ngay một chiếc máy đáng mua hay không, điều này thì thật sự là mình thấy nó hơi vội vàng để kết luận. Còn về Android thì chiếc máy này nó sẽ được bán ra với Android 11 các bạn nhé. Rất ấn tượng đúng không nào? Android 11 cực kỳ nhanh luôn. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có là cái giao diện người dùng là Phone Touch OS cũng là 11 luôn. Đấy, thì cái giao diện người dùng này đối với cá nhân mình thấy thì đến phiên bản này rồi thì trông nó sẽ trực quan hơn rất nhiều so với lại những cái giao diện trước đó. Và nhìn chung thì nó cho mình một cái cảm giác nó cũng hơi hướng là thuần Google. Thì về phần giao diện thì nó trông nó đã hiện đại và nó bớt lằng nhằng hơn rồi, thật sự. Và đây là cảm giác mà cái cảm quan ban đầu của mình về cái chiếc máy này, thì mình rất ấn tượng về mặt thiết kế, cấu hình thì đủ dùng, màn hình thì rất đẹp. Còn về phần pin thì chiếc máy này nó sẽ có chúng ta là một viên pin với dung lượng là khoảng 4000 mAh. À, chưa kể là về phần RAM cũng như là bộ nhớ trong là cực kỳ thoải mái rồi. 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Camera thì chế độ làm đẹp của nó rất ấn tượng. Còn về camera sau thì hôm sau mình sẽ chụp thử các bạn nhé. Mặc dù là con này chỉ có 3 camera và không có cái ống kính macro, tuy nhiên thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta là bằng cái tính năng AI, là nó vẫn có chúng ta là siêu macro ở đây nữa. Nhìn chung thì con này nó rất là hài hòa, nó không thiếu một cái gì cả các bạn ạ. À, nó rất là được làm chỉnh chu ấy, cá nhân bản thân mình đánh giá là như thế. Và nếu như chiếc máy này với mức giá chính hãng dao động tầm khoảng 7,5 triệu, trên dưới 7,5 triệu thì thật sự rất là đáng mua. Đó, vậy còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.